Nay Raymond Sony tiếp tục đưa ra thị trường ngành cưới một mẫu trần siêu hot, đó là mẫu trần cánh hoa. Mẫu trần cánh hoa được Sony thiết kế và cắt may, đã may xong mà chuẩn bị trả đơn cho khách, thì Sony xin phép được quay thử cho các nhà rạp, xem mẫu trần bên em lên nó đẹp và nó hot như thế nào nhé. Đây, Raymond Sony tiếp tục đưa ra ngành cưới một mẫu trần siêu hot, đó là mẫu trần cánh hoa. Mẫu trần cánh hoa được ôm trọn bởi những sợi dây kim tuyến và những bông hoa nằm bên trong, tròn vẹn bên trong lên thế này. Và bên hông thì Sơn Nhi kết hợp may thêm những cái luống trần võng như thế này đây, giữa màu trắng và kết hợp với màu đỏ, cái luống kết hợp giữa cái tông trắng và tông đỏ lên rất là dễ thương. Các trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới, các nhà rạp có nhu cầu muốn may rèm sự kiện đẹp, rạp cưới đẹp, xin hãy gọi cho Sơn Nhi nhé. Sơn Nhi sẽ tư vấn tận tình. Mẫu mã bên Sơn Nhi thì rất đa dạng, mẫu nào cũng có. Quý khách hàng, quý nhà rạp có nhu cầu muốn may rèm sự kiện đẹp, rạp cưới đẹp, xin hãy alo cho Sơn Nhi. Đây, Sơn Nhi sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình xem cái trần cánh hoa bên Sơn Nhi lên nó đẹp và sắc sảo như thế nào. Rất là nét, rất là đẹp nha quý vị. Các trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới, các nhà rạp đang có nhu cầu và có ý định muốn thay cái mẫu trần hoặc là lên trần mới mà chưa biết lựa chọn những cái tông nào, thì xin hãy gọi cho Sơn Nhi. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Đây, hôm nay em lên cho khách kết hợp bên cạnh là những cái luống võng của một cái sự kiện, một cái rạp, một cái luống võng thì rất là xinh. Thì em kết hợp giữa cái tông trắng với màu đỏ, nó đi kèm với nhau, thì màu đỏ sẽ ít hơn màu trắng để cho cái rạp nó sáng hơn. Còn hai bên thì chúng em sẽ đi cái tai như thế này, hai bên chúng em sẽ dứt cái tai bèo như thế này đây cả nhà mình. Chúng em sẽ đi một cái tai bèo nhỏ nhỏ để tạo ra một cái dấu nhấn của cái rạp đấy. Và quay lại cái luống trần của bên mình, thì cái bông hoa của bên em lên nó đẹp và nó sắc sảo lắm, nhìn ở ngoài nó rất là dễ thương. Quý vị, các trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới, các nhà rạp đang có nhu cầu muốn may rèm sự kiện đẹp, rạp cưới đẹp, thì xin hãy alo cho Sơn Nhi nhé. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772 nha quý vị. Còn đây nữa, bên trong này là không gian làm việc của Sơn Nhi, một không gian làm việc của đội ngũ nhân viên bên Sơn Nhi đang lên cái rèm thả cho cái sự kiện với tông màu trắng và kết hợp với màu xanh lý, một cái tông màu xanh đậm, nhưng mà ở ngoài thì nhìn rất là sang chảnh. Còn đây là cái màn sao, cái dòng màn sao hàng nhái điểm đa màu sắc bên em lên, rất là nhiều màu sắc, gọi là ngũ sắc luôn, màu xanh, màu trắng, màu xanh, màu trắng, màu cam, màu đỏ. Nói chung là lên nhìn một cái sân khấu nó rất là đẹp. Vậy các trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới, các nhà rạp đang có nhu cầu muốn may rèm sự kiện đẹp, rạp cưới đẹp, thì xin hãy gọi cho Sơn Nhi nhé. Mẫu mã bên Sơn Nhi thì rất đa dạng. Số điện thoại của Sơn Nhi là 0989 266 772 hoặc 0989 655 772.